Dạ dạ dạ. Anh đi nhậu về anh Hòa. Dạ, link Facebook nó ở kinh chung kìa. Anh chung kìa. Anh cứ tìm 26 gaming để ra mà. Đó nha, tí nữa là anh em cố gắng xếp thời gian đi thuyền nha. Và mở đi anh Chim ơi. Từ từ anh đang làm phi trận đấu đó. Mà cái tay mình rung nó bấm bấm on nó kéo kéo đúng một lần rồi. Bỏ cái điện thoại cái tiếng gì tối hết. Anh nhả chảo đi. Ông ta ơi. Ơi. Anh đủ hoa chưa? Hoa gì? Chưa, anh uống nhiều lắm, anh ăn mấy ăn mà. Đi mua 30 xu một tay. Đâu, thằng nào bán 30 xu? Có thằng nó bán quá. Có thằng nó bán 20 xu thôi. Đâu bán đâu. Bây giờ anh thiếu rồi em thằng nào bán 20 xu của em đấy. Nấu thế nhỉ? Em vừa mới đi mua rồi ca 30 xu ca đây rồi. Dương ơi về phần tường Bắc cho mấy ca này. Ok anh đợi em đi. Phượng Tường Bắc rồi anh. Đợi tí anh ơi. Lốc ác, lốt ác. Bùa đó. Được kia để anh thả này. Thả đi. Thả bên trong ấy. Phượng Tường Bắc ấy anh ơi. Ủa đám to hay ai? Đám to, đám trâu to không? Đám trâu to ấy. Đứng ở chỗ em mà thả này. Đã thả ba con một đấy, thả con một đánh đến bao giờ? Không bùa. Ai cũng độc búp bùa rồi, búp bùa em cái. Tổng môn. Bốn con một ấy rồi. Tao lên rồi. Cái trường kìa, cái trường la cái trường kìa. Mua cái tầm phim, bằng điện tầm phim ở đâu nhỉ? Ở đấy luôn. Mua luôn ở đấy gì? À, mua luôn ở đấy ạ. À? Tem la trường nó bói kìa. Ờ, hết rồi đấy em. Ok anh, thank you anh nha. Có 8 người đang xem. Anh em chia sẻ bấm like cho em cái anh em ơi. 10 người rồi. 74 rồi, đông thế. 75 rồi. Ui, chưa chị đã mở quả bát áo thủy khá là lét. Mày không có bùa chưa? Không. Ui. Ui dồi cái áo kìa. Sao không phải vũ hành? Chim ra nhặt mấy cái này chim ơi. Ra nhặt mấy cái vớ vẩn này chim. Chim. Mẹ áo ngũ hành. Áo chim. Ngon luôn. Đâu. Anh để yên anh chim anh nhặt đi, để cho anh ấy nhặt đi, để anh ấy nhặt đi cho nó xong nhiệm vụ của ông ấy. Không ra đảo được. Chim vào mở bot kìa anh chim ơi. Anh cứ mở đi, anh cứ mở đi thôi. Anh cứ mở đi thôi. Chạy ngược lên trên đi. Đám đi thầy. Từ từ nó đang bị đơ. Đám đi, đám không nó đánh anh hiểu không? Không đang vô thả là nó đánh anh.
đan trắng đi. Hai mươi kinh nghiệm đủ mắt không thôi. Xong xuống dưới đây nhặt mấy cái đồ trang sức này, không dùng đến thì xuống đấy mà nhặt anh chim này. Chim ơi. Chưa gì đã ra quả áo kinh thật đấy. 60 lệnh bài anh ơi. Ờ, may mắn 21, xem may mắn 21. Áo thiên đặc sướng phục hồi sinh khí, nó không có kháng hỏa. Bán thì ọt to lắm. Thì cứ nhặt thôi anh, bây giờ ai đã xem live của em mới tắt cái mic đi, nó vọng lại của em kìa. Tắt cái mic đi hồn quá. Không có bùa ấy, sao không thấy bùa ta? Bùa đủ má, bùa khăn lôi chứ, búc cái bùa khăn băng này. Không có ông nào có cái con ngũ độc nó mang ra đây búp được cho tôi nó tử tế à? Nộp thuế không đồ sát giờ. Thế thì thua. Thua, em xin thua. Vũ khí làm chậm 40 luôn. Mở liên tục kế bot rồi đi anh, mở liên tục kế bot rồi đi. Anh chim ơi, cứ mở liên tục bot kế vào đi anh chim. Anh chim ơi. Anh mở được kìa. Vâng. 40 cứ xác định là ra vài cái yên tâm mà. Nghe anh nói mà nghe khó khăn nhỉ. Server. Server này là server thiên hạ truyền kỳ anh em ơi. Cứ bot chết là anh mở ké luôn đi anh chim ạ. Có bùa ấy ạ. Sư khí nam trừ 1 thì để lại chưa nhá. Dạ. Đồ sư khí nam ẩn 1 ấy. À vâng. Anh đi dẫm bẫy bà Tân gái. Hãy
Úi giời. Đẹp thế, 12. Câu khẳng tất cả hai này thấy buồn rồi đúng không? Ừ. 12 chứ. 12 thì nó còn an ủi tí. Hết hết, em đang bung mana. Ăn nước à, cho chuyện gì đấy. Thổ. Ôi giời. Cái phi đao làm chậm 40 thôi anh ạ. Những đồ hôm nay đẹp hết đấy. Xét may mắn này mà không đẹp nữa thì chịu. Anh Hưng ơi, xem làm sao mà nó không bắt thi anh Hưng. Anh Chi mới ra nhặt đồ này. Đẹp. Anh em Chim, anh Ngọc Bộ chọn 40 à anh Chim? Cái Ngọc Bộ chọn 40 à anh? Thân pháp rồi có ai cầm không? Thân pháp, đồ thân pháp có ai cần không này? Để mà kích. Thân pháp nhưng mà nó là cần thân pháp để đội chứ bằng nhau. 164 anh em bấm cho xin một like với các thầy. Lấy cái đồ thân pháp cao cao để tao kích đồ nhá. Ok, cất rồi đấy, cất vào rồi đấy. Anh Hùng này lấy điện thoại vợ xem mà. Em cảm ơn anh Hùng nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày bịt bè cái bọc kìa. Nó lại thổ mới đi ăn. Toàn bọt quỳ. Được rồi, yếu. Này, bọn mất chết tạm được. Thì mới lại biết có gì đâu. Nó mà nó bổng thủy thì lại ngon quá, nó lại ra cái bổng khỏi lợ. Anh bướm đây nhặt này, chim ơi. Chim ơi. Chim. Đây sinh khí ẩn một đấy. Mở. Em sao lại đôi giày đây? Mở thêm bot đi anh ơi, mở 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 liên tục bot đi, đánh ông tốn mana lắm. Bố nào đứng cạnh để nhặt đồ. Em chưa gì anh lắc ơi. 60 con anh ơi. Đánh bot mà các thầy như kiểu đi ăn cơm với các thầy cứ phải nhanh. Đánh bot thì phải từ từ nó mới có cảm xúc chứ các thầy cứ khó khăn cho ban lãnh đạo. Đâu cần mic đi trời. Ha, ông mắc cái lele.
Ông bác có sáng lấp lánh bao nụ cười. Ui. Được phục hồi lắm nha. Em về em cất đồ luôn. Ừ, nam. Ok, thêm thiếu cái áo với cái đai nữa. Thiếu đáo ai ngọc áo đai bộ. Sang dọc ngang ở trong mục đích. Sicalo. Ui, cái đài đấy có kháng đâu anh. Đai thì phải xin phí trừ 1 cơ, trừ 2 không dùng được. Hello 207, anh đang xem like nha anh em, bấm cho em xin một like, một lượt chia sẻ cái nhẹ các anh ơi. Quả bồng thấy ok phết, quả bồng mới được ấy, băng sát sát thương. Pikachu, hello anh nhá, hello Tính Lê nhá, hello Bum Bum nhá, hello anh Đức nhá.
băng sát. Hello anh Tiến Thủy nhá. Để đi lên đấu. Hello tất cả nhá, đã xem live. Đi tống kim thì dùng bọc sát thương. Không anh ơi, chỉ có mỗi set may mắn của Lam. May mắn Lam thì phải mặc đấy thôi. Thầy dính bẫy rồi anh em nào khoảng. Không anh ạ, có đồ riêng thì nó đã nhàn quá. Máu mà các ông còn không tha. Ai sau lưng nhìn em á, cái đấy thì kệ thôi. Mở bot liên tục đi anh ơi. Ui giời, lô sát lỗi công hẳn 59 điểm. Đúng rồi, 159 phải thơm bơ không? Đây, mũ sinh khí ẩn 1 này, ui tròn 40 luôn này. Mũ sinh khí 17 này, tròn 40 luôn này. Dã dạ, man cái mũ. Mới mũ đấy thì thôi. Hả, mũ đấy cũng nó dùng cái chân nghệ thổ kích đao kim chứ. Dùng đao kim mà. Em có đi phong đồ đi.
Có mà. Giao dịch đánh chim, bật giao dịch lên đấy. Chưa được gì anh Hoàng Nguyễn này. Úi xồ. Dòng dày thế mà không có tác dụng gì. Dòng dày lắm. Em chưa được gì anh Thành Nam ơi, em chưa được cái gì đâu ạ. Mở thêm bot đi anh chim ơi, mở nhanh nhanh rồi đi thuyền anh chim ơi. 12 con nữa, mở lốt đi, đánh lốt đi. Mở u luôn. Em cảm ơn anh ra dây chuyền may mắn 10 rồi là ốm đòn luôn. Hoặc quả nhẫn may mắn 10 rồi là ốm đòn luôn. Chút nữa sẽ được đại phong đao sát thương vì 45 điểm tốc đánh 30 sinh lực 179 à. Thì quả đại phong đao đấy là chắc thôi luôn. Ra của đại phong đao đó là chấm hết cuộc tình luôn anh ạ. Ui xô. Có những quả ọp dị thật đấy chứ. Ui dồi. Nhặt đi kìa anh chim ơi, cái ác kia nhặt đi kìa. Úi giời. Mở liên tục bot đi, mở hết bot đi. Vâng, em mượn ác đại gia Phú đánh ạ. Chỉ có đại gia Phú mới có đủ set may mắn 21% của cái server này chứ làm gì có ai đủ tuổi. Cho xin cái gì nó gọi đại phong đao ở hệ mộc à. Ui giời ơi. Má của áo nó phục hồi 40 thì có phải chết tiền không?
anh ừ. Em ơi anh em có đi thuyền không? Có chứ. Xong lệnh bài, xong lệnh bài bây giờ. Nó đi động hết. Hết boss chưa? Hết lệnh bài boss chưa anh? Hết lệnh bài boss rồi, lốt con mộc cuối cùng đây anh em ơi. Được ai đợt gì ngoài nịt không em? Không anh ơi. Ơ sao cái con mộc này nó có lúc đánh lúc không này, chết rồi. Lát không lên đam, con này bị lát anh ạ. Chắc em phải giờ em dụ con này ra thôi. Thank you.